Ai tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết tay không bắt giặc thổi 1,5 tỷ thành hơn 6.400 tỷ. Báo Người Lao Động ngày 24 tháng 2 đưa tin, đề nghị truy tố cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo hơn 3.600 tỷ đồng. Bản tin cho biết, ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự này. Và đây là hình đề nghị truy tố cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo hơn 3.600 tỷ đồng. Theo đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 3 cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì giúp Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng. Theo đó, trong vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 51 bị can ở 4 nhóm tội danh, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án này. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm bảo đảm việc truy tố. Nội dung mới nhất trong kết luận điều tra bổ sung của vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an công bố và được truyền thông loan tải trong ngày 25 tháng 2. Cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra, C01 Bộ Công an đề nghị truy tố 4 bị can là lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Host, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch, ông Lê Hải Trà, cựu ủy viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, thành viên độc lập Hội đồng Niêm yết. Ông Trầm Tuấn Vũ Nguyên phó tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng Niêm yết và bà Lê Thị Tuyết Hàng giám đốc phòng quản lý và thẩm định Niêm yết, thành viên Hội đồng Niêm yết. Và đây là hình tỷ phú Trịnh Văn Quyết qua mặt nhà nước để lừa đảo, với sự tiếp tay của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Ngoài những người kể trên, cơ quan điều tra xác định trong vụ án này còn có sự thiếu trách nhiệm của ông Vũ bằng cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, bà Lê Thị Thu Hằng vụ phó, bà Nguyễn Thị Thúy chuyên viên vụ giám sát công ty đại chúng và ông Trần Văn Dũng cựu tổng giám đốc Host. Những người này đều có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời cơ quan điều tra cũng làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng. Lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, kết luận nêu rõ, sai phạm của các ông, bà vừa nêu, dẫn đến hậu quả Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu, hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ của nhà đầu tư. Được biết, đầu tháng 1 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về vụ án này. Với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán chùi cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Xin nhắc lại, sau khi kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, C01, Bộ Công an gửi sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để ban hành cáo trạng truy tố thì bất ngờ, ông Trịnh Văn Quyết đã phản cung, không thừa nhận những lời khai trước đó trong hồ sơ của vụ án. Và đây là hình bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, có một chi tiết rất quan trọng, đó là cùng với việc phản cung yêu cầu điều tra lại, bị can Trịnh Văn Quyết còn khai ra danh sách tất cả các quan chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và cơ quan điều tra của Bộ Công an từng nhận hối lộ từ quyết. Kèm theo là một danh sách những người liên quan, trong đó có cả những người đứng đầu chính phủ, quốc hội cho đến các bộ ngành, các tỉnh thành, từ trước đến nay đã nhận hối lộ từ ông Quyết. Trong bài bình luận của blogger Gió Bắc với tiêu đề, ông Trịnh Văn Quyết FLC bị bắt, có phải vì thao túng thị trường chứng khoán? Theo tác giả, việc bán chui cổ phiếu, thao túng thị trường của Trịnh Văn Quyết đã từng bị đổ bể năm 2017 nhưng chỉ bị phạt nhẹ nhàng trên trăm triệu đồng trong khi chiếm đoạt ngon ơ hàng trăm tỷ. Theo Bộ Công an, kết luận điều tra lần một đã cho thấy từ năm 2014 đến năm 2016, công ty cổ phần xây dựng FLC Faros làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Sau khi được niêm yết, tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông Quyết đã chỉ đạo bán cổ phiếu, thu được tổng cộng 6,4 nghìn tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Chưa kể đến, trước đó, Ông Trịnh Văn Quyết từng bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2021 thu về hơn 1.500 tỷ đồng. Các bạn vừa xem bản tin ai tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết tay không bắt giặc thổi 1,5 tỷ thành hơn 6.400 tỷ do biên tập viên Mỹ Linh của Thời báo.de trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau. Mỹ Linh, Thời báo.de